được chào mừng quý vị và các bạn. Hiện Thùy Linh đang đứng tại dự án Hồ Tràm Gôn Thao do công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Long Phú, Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Từ dự án thì cách trung tâm thị trấn Đất Đỏ chỉ 4 km, cách khu công nghiệp Đất Đỏ là 2 km, cách quốc lộ 55 là 500 m, cách sân bay Hồ Tràm Lộc An là 4 km và cách bãi biển Lộc An Hồ Tràm chỉ có 5,5 km thôi quý vị ạ. Và dự án và với cái từ cái vị trí dự án như thế này thì quý vị có thể dễ dàng di chuyển đến các vị trí trung tâm của huyện Đất Đỏ quý vị nhé. Và như quý vị đã thấy là quy mô dự án của chúng ta là có 16 nền với diện tích trung bình là từ 160 đến 200 mét vuông, ngang là 5 m và dài là từ 35 đến 55 m với giá dao động là từ 5,6 đến 6,6 triệu một mét vuông thôi quý vị ạ. Và điều đặc biệt là về tất cả những nền đất ở đây đều đã có sổ riêng từng nền hết rồi. Chính vì vậy khi mà quý vị đặt cọc thì quý vị có thể là sang tên công chứng và sang tên quý vị ngay được quý vị nhé. Và cũng như các dự án mà công ty Long Phú đã triển khai tại huyện Đất Đỏ thì khi mà bàn giao nền đất đến cho quý vị khách hàng thì chủ đầu tư sẽ hoàn thiện đầy đủ hạ tầng là cây điện này, nước, vỉa hè 3 m cũng như là cây xanh, và đặc biệt là sẽ có cả gắn cả camera an ninh. Đó, như quý vị đã thấy thì quý vị có thể là quan sát cũng như là theo dõi cái nền đất của quý vị dù quý vị ở bất kỳ nơi đâu và ở bất kỳ thời gian nào. Và như quý vị đã thấy thì hiện tại là dự án của chúng ta là sẽ có hai mặt đường chính, đó chính là đường này và nơi mà Thùy Linh đang đứng đây, và một cái mặt đường bên trong kia là theo hướng tay Thùy Linh đang chỉ. Thì đối với cái đường này như là cái đường đấy, đường hiện hữu rồi nha quý vị. Đường này sẽ kết nối hai trục đường chính của huyện Đất Đỏ. Đó là về phía tay trái Thùy Linh, đó là đường Long Mỹ Láng Dài. Đó, và về phía tay phải của Thùy Linh thì là đường Học Lộc An Hồ Lồ. Thì đây là sẽ là hai tuyến đường chính để kết nối vào sân bay Hồ Tràm và cũng như là sẽ đi thẳng ra bãi biển Lộc An Hồ Tràm. Và chính vì đây là cái tuyến đường vô cùng quan trọng nên là đã có vào tháng 7 này thì tuyến đường này sẽ làm được quy hoạch là mở rộng với lộ giới là 16 m và sẽ được trải nhựa nha quý vị. Và có một tin vui dành cho quý nhà đầu tư, đó là thời điểm là từ bây giờ đến cuối năm thì riêng xã Phước Long Thọ này sẽ được đầu tư rất nhiều để hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường xá. Chính vì thế thì đây sẽ là một tín hiệu vui giúp cho bất động sản nơi đây ở xã Phước Long Thọ nói riêng và bất động sản tại huyện Đất Đỏ nói chung sẽ có một bước nhảy vượt bậc để tăng giá trị trong tương lai. Và thưa quý vị, với một dự án thì xét về vị trí và cũng như tiềm năng trong tương lai kèm theo với mức giá chỉ có từ 5,6 đến 6,6 triệu một mét vuông và đã có sổ riêng từng nền rồi thì Thùy Linh tin rằng đây sẽ là một sự lựa chọn đầu tư bất động sản vô cùng là hợp lý dành cho các quý vị nhà đầu tư. Mong rằng quý vị sẽ không bỏ qua dự án này quý vị nhé. Và đây là video ngắn gọn thôi mà Thùy Linh review cho các quý nhà đầu tư về một dự án tại do chủ đầu tư Long Phú đầu tư tại huyện Đất Đỏ này. Và hãy theo dõi những video tiếp theo, Thùy Linh sẽ giới thiệu đến quý vị rất nhiều những cái dự án bất động sản đang hiện hữu hoặc và sắp hình thành tại thị trường huyện Đất Đỏ này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Xin chào.